Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khô Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GTA 5 à. Vâng, và ngày hôm nay thì mình đã chơi cái nhân vật phải nói là kinh điển nhất nền điện ảnh Hollywood, và chính xác là Zombie. Và ngày hôm nay mình sẽ cho thằng Zombie bắt cua trong một cái map phải gọi là vô cùng bá đạo và vô cùng kinh khủng. Đó chính xác là map siêu bay, hay nói khác là bay đấy, ok. Vâng, và không nói nhiều nữa thì bây giờ chúng ta vô bắt cua nào, ok, vô nào, let's go. Vâng, đây chính xác là cái map của chúng ta, và mới vô map thì chúng ta đã lên cái dạng ngân hàng nào đó và mình cũng không biết nữa luôn. Và chiếc xe mình đang điều khiển chính xác là con xe phát sáng, hay nói khác là Toraro, cộng với lại nhân vật Zombie của chúng ta, Zombie hay Zombie gì đấy, ok. Vâng, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi lên những cái thứ này và ăn checkpoint biến đổi, ok. Và chính xác map ngày hôm nay của chúng ta là map bắt cua transform mà bay, ok đó. Và các bạn có thể thấy đây là chính xác là checkpoint bay của chúng ta, và ok bây giờ mình sẽ đi bay. Vâng, bay nào. Wow, có vẻ là chúng ta sẽ bay qua một bức tường và ăn checkpoint chỗ kia đó. Map bay mà các bạn nên cứ vậy là bay thôi. Ui giời, bay đạp xuống cái này luôn, vãi nhỉ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống và ăn checkpoint và tiếp tục là bay ha. Và ok, bay tiếp nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đá cái bóng này để lấy 25 rupee. Ủa xong có vậy. Có ai map này map trôn à hay map gì vậy? Rõ ràng mọi ngày tôi chơi những cái map bay là coi như là đều có rupee, và bây giờ như không bay qua được rồi. Ok, chúng ta sẽ phải bay lại ha. Vâng, và hôm nay mình sẽ chỉ chơi một map, và một map duy nhất, và một map duy nhất thôi các bạn. Đó, vì map ngày hôm nay gọi là bay cũng khá khó nên mình sẽ chơi một map duy nhất thôi. Ok đi nào. Bay qua bên đây nào. Wow 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 wow, rồi lần này bay có chuẩn không đây? Có vẻ là một pha đáp đất không chuẩn một tí nào rồi các bạn ạ. À không, rất là chuẩn. Phải nói là pha đáp đất này rất là chuẩn à. Để cứ tưởng không chuẩn đi nhưng mà nó lại chuẩn. Ok, lại bị lật ngửa ra rồi. Và quên vừa nãy không nói là cái con xe này là xe Batman ha các bạn. Đó, mà mình quên mình không nói. Và bây giờ mình nói luôn cho các bạn biết, chứ không các bạn lại bảo mình không nói. Vâng, và tiếp tục là chúng ta sẽ bay tiếp. Và lần này thì oh my god, lần này có vẻ bức tường nó cao hơn, và chúng ta phải có một cái gọi là cái tăng tốc, hay nói khác là cái tăng tốc dành cho những xe tên lửa các bạn. Đó, và lần này có vẻ khó hơn đấy. Ok, ăn checkpoint. Wow 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 wow, wow tuyệt vời, mình đã đáp lên đây một cách rất là hoàn hảo, hoàn mỹ luôn. Và ok, nhảy xuống và ăn checkpoint thôi. Ok đi nào. Oh my god, xuống nào. Oh my god, vâng, vào ăn checkpoint được rồi nhưng mà té luôn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ có tiếp mục là trượt lên cái dốc đó. Mọi hôm thì mình trượt xuống, và hôm nay mình trượt lên bằng cái con motorbike này ha các bạn. Ui giời ơi, trượt kiểu gì mà té luôn rồi. Wow, mình thấy như kiểu là một cái thứ gì đó rất là kinh khủng luôn đấy. Ok, ăn checkpoint. Ok, lộn, ăn tăng tốc, không phải ăn checkpoint à. À, quên, mình phải đẩy thêm ga nữa. Ok, và lên nè. Lê ga, tuyệt vời. Vâng, đã đáp vô được cái hình tròn này và tiếp tục ăn một checkpoint biến đổi. Vâng, và lần này chúng ta sẽ bắt cua đi bộ. Từ nãy giờ các bạn có thể thấy map bay thì toàn bay không à. Và bắt cua thì cũng thấy cũng khá khó một tí, khó cho lắm. Ok, bây giờ ta sẽ bay xuống dưới kia và checkpoint sẽ biến đổi luôn ha. Vâng, bay nào. Các bạn có thể thấy tất cả những cái chướng ngại vật của chúng ta đều hướng về cái thứ này. Nhìn có vẻ rất là bá đạo. Ok, chúng ta sẽ bị ăn checkpoint ở dưới đây. Vâng, và tiếp theo nó đã biến đổi mình thành con Ruiner 2000, một con xe có thể bay được và cũng có thể bung dù được. Vâng, và bây giờ đi checkpoint đâu rồi? Ok, checkpoint chỗ kia. What the fuck, phải quay ngược về đây. Vâng, và nhảy lên nào. Dù lên và đi ăn checkpoint. Wow wow, map này cũng có vẻ rất là gắt các bạn ạ. Đó, map này cũng có vẻ rất là gắt. Từ nãy giờ các bạn có thể thấy mình toàn bay không à, chứ không ấy cái gì hết ha. Đó, ui, xem té. Vâng, ăn được chiếc boy rồi, và chúng ta sẽ bay qua bên kia.
Tuyệt vời, tuyệt hảo. Ok, chúng ta cùng cố gắng bay qua bên đấy và ăn chip boy nào. Mình thì không biết là có bay nổi không nữa, nhìn có vẻ cảm giác là nó muốn rơi rồi. Nhưng mà ok, chắc có thể là bay qua được. Vâng, tuyệt vời. Tiếp tục là đi qua cái lốc khổng lồ này ha. Ngày hôm nay lại gặp những cái lốc khổng lồ. Và video bữa trước thì mình có nói là mình sẽ treo thưởng cho bạn đoán trúng cái lốc khổng lồ. Đấy, phải nói là rất lâu rồi mà mình không thấy các bạn hỏi về cái phần thưởng đâu. Thì mình nói luôn là phần thưởng là một thứ rất đặc biệt đó. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy cái người nào trúng thưởng hết. Vì thế mình sẽ cố gắng lọc những cái comment mà kiểu dạng na ná gần chính xác, gần chuẩn xác các bạn đấy. Và mình sẽ treo thưởng cho họ ha. Và mình đang cố lọc đây. Và nói luôn là mình thực sự là mình không biết là có bao nhiêu cái lốp khổng lồ trong bằng đấy video của mình nữa. Vãi thật. Một cái thằng treo thưởng mà nó còn không biết bao nhiêu lốp khổng lồ thì làm sao treo thưởng cho các bạn được. Thì mình sẽ cố gắng mình xem tất cả các video bắc cua của mình ha. Để treo thưởng cái lốp, cái lỗi treo thưởng cho bạn nào đoán đúng nhất. Ok. Và bây giờ chúng ta có một pha bắt cua vô lỗ và mình đã phèo bè nó rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt cua lọ. Và ngày hôm nay giọng mình nó thay đổi một tí tại vì mình đang chơi nhân vật zombie. Đó, chúng ta phải nhập vai một tí ha. Ok, một pha bay vô lỗ rất là tuyệt hảo và đẹp luôn. Ok, tiếp tục là phóng qua những cái thứ này. Và chịch bói, ui giời, té luôn. Một pha sấp mặt. Ok, đi lại nào. Qua bên đây ăn chip boy tiếp. Ui giời, té luôn. Quả pha này coi như là cứ ăn chip boy xong là té. Ăn chip boy xong là té à. Trời ạ. Vâng, và mình lại thấy một cái chip boy nữa rồi. Xem con pha này có té không. Té không đấy. Ok, té. Ui giời, lại té nữa luôn. What the fuck, cái map. Map bay gì đâu, toàn thấy té không. Ok. Tiếp tục là đi đâu đây. Vâng, mình sẽ đẩy cái này lên cho nó chắc ăn. Mình không biết đi đâu cả nên mình đẩy này cho nó chắc ăn nào. Ok, chúng ta sẽ đạp lên đây đi. Vâng, và tiếp tục là bay. Vâng, tuyệt vời. Chiếc bó đâu rồi? Ok, chiếc bó nó ở dưới đất. Trời ạ, làm mình bay cao từ nãy đến giờ. Ăn chiếc bó. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ bắt cua bằng cái con xe Batman tiếp à. Và xem qua lần này đi đâu đây. Ui dồi, rồi xong té luôn. Đi đâu đến này? Đây từ từ hình như là chiếc bò dưới. À không phải đâu. Spam rồi. Ok đi ạ. Cái này rất khó. Ok, mình sẽ phóng lên đây, đúng rồi. Phóng lên đây là biện pháp cuối cùng mà mình có thể nghĩ ra được. Và lúc này ok, là tuyệt vời. Mình sẽ phóng lên đây và mình sẽ ăn chiếc boy như thế này. Đó, cách tốt nhất để ăn chiếc boy. Vâng, đúng rồi. Ok, spam lại nào. Vâng, và mình đã hiểu cái map này. Chúng ta sẽ phải phóng lên cái ở giữa thì mới có thể ăn được những cái chiếc boy kia. Ok, đã hiểu. Mình đã hiểu. Sau cái quá trình mà phải nói là rất là nhiều lần fail ở cái khúc đầu tiên của cái tòa tháp đầu tiên. Và bây giờ mình đã hiểu lý do tại sao mình fail được bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi lên những cái thứ này nữa ha. Trời ơi, cái quỷ này nó còn không. Ok rồi, đây là rồi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ phải hướng thẳng đến cái chiếc boy kia. Đây, đúng rồi. Tiếp tục là ăn tiếp. Rồi, tuyệt vời. Tiếp tục spam lại. Vâng, đây là một map cũng phải gọi là tận dụng đến khá là nhiều thứ. Ok, bây giờ mình sẽ thử bay thử một quãng như vậy xem coi có bay nổi không nhé. Nếu bay được thì ok luôn. Wow, wow, có thể bay được. Nope. Nhưng mà không ăn chiếc boy được. Ok, mình sẽ bay như thế này luôn ha các bạn, cho nó nhanh. Chứ bay như kiểu kia vừa rồi khá là lâu. Ôi giời. Bay kiểu kia thì có vẻ dễ hơn đấy, nhưng mà mình thấy bay kiểu kia khá là lâu á. Không biết kiểu nào lâu hơn nữa. Mình sẽ cố gắng. Mình sẽ cố gắng ăn chiếc boy. Tuyệt vời.
Ok, tiếp tục là ăn một cái checkpoint tiếp. Và đây là checkpoint biến đổi hả các bạn? Chắc lại biến đổi mình thành con xe motorbike rồi. Oh my god. Oh my god. Anh nào? Đấy, tuyệt vời. Ôi, không phải là xe bay mà là xe phát sáng. Trời ạ, mình cứ tưởng là xe motorbike ấy, nhưng mà nó biến đổi mình thành xe phát sáng. Bây giờ chúng ta sẽ phải bay qua bên kia. Ok. Zombie bay. Và phải ăn chữ bò ở chỗ này nữa các bạn ạ. Tuyệt vời. Rồi, ăn chữ bò và spam lại. Map này phải gọi là vừa bay vừa spam lại. Hầu như những cái chướng ngại vật nào mình cũng phải spam lại hết á các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt cua qua những cái hình tròn trắng đen này ha. Trắng và đen, trắng và đen. Ok, khi nào. Ui rồi, ui xém nữa chết. Ok, lên đây và ăn chiếc boy thôi. Còn tuyệt vời, ăn được chiếc boy rồi. Và những cái dốc này càng ngày nó càng dốc hơn. Oh my god. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bay tiếp. Và bay lên cái hình tròn khổng lồ ở trên bốn cái tòa tháp kia ha. Ok, map thì không biết là còn bao nhiêu nữa nhưng mà thấy mình thấy khá là dài đấy. Ok, cố gắng ăn nào. Cố gắng ăn được không đấy. Oh my god, không ăn được chick boy luôn. Và ai? Ok, phải đi lại rồi. Một pha phải gọi là rất là ngu người, không ăn được chick boy với đêm đầu chứ. Vâng, chúng ta sẽ bay và ăn chiếc bo lại ha. Ok, ok, ăn được chiếc bo không đây. Ok, ăn được chiếc bo không đây nào. Ok, đáp nào. Vâng, tuyệt vời. Đã ăn được chiếc bo và chúng ta sẽ biến đổi. Ok, lộn spam lại. Vâng, và tiếp tục là chúng ta sẽ chạy qua những cái hình tròn khổng lồ này và ăn những cái chiếc bo ha. Nó là cái map này cũng khá là hay. Theo mình nghĩ là như vậy, cũng khá là dị đấy. Theo mình nghĩ như vậy luôn. Chấm điểm map này gọi là cũng khá là mới mẻ. Ok, và tới đích. Wow, cái đích ở ngay kia và mình sẽ tới đích nhanh thôi. What the fuck, đích đâu? Wow. À, đích ở dưới kia chứ không phải đích ở ngay kia. Đích ở dưới kia. Chà, vừa nãy mình mà cứ đi vòng tròn là coi như là tới Tết Maroc cũng không tới đích được. Vâng, ok. Và trong cái quá trình này và mình cảm giác là cái map này rất là khó. Và thời gian mình thực hiện được đã qua map này là 18 phút 14 giây. Một cái map mà phải nói bay rất là khó luôn. Các bạn nên thử và cái map này phải nói là rất là khó. Đó. Ok, có thể series bắt cua trong di tâm. Ok, lộn, bắt cua trong GT5 của mình đến đây ra. Thì nếu các bạn thích cái video này của mình, nhớ bấm cho mình một nút like to bự và comment và chia sẻ ha. Ok, bây giờ video đến đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và chào tất cả các bạn ha. Ok, bye bye. Chào.